Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin khuyến học số 66 của tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học. Tuần qua, công tác khuyến học khuyến tài đã diễn ra tại các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hà Giang và Lâm Đồng. Hội Khuyến học Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời, khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong công nhân lao động giai đoạn 2024-2030. Chương trình nhằm mục đích tăng cường sự phối hợp giữa hai bên trong thực hiện công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức hoạt động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 3. Tổng số tiền 113 triệu đồng đã được cán bộ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam quyên góp để hỗ trợ các gia đình học sinh và giáo viên bị thiệt hại. Hội Khuyến học Việt Nam cũng có công văn số 294 ngày 11 tháng 9 gửi Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc kêu gọi ủng hộ các gia đình học sinh và giáo viên thiệt hại nặng nề do bão số 3 Yagi. Tại huyện Đồng Văn, Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang đã tổ chức buổi làm việc và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Được biết, Hội Khuyến học huyện Đồng Văn đã triển khai nhiều biện pháp tích cực để xây dựng xã hội học tập và xóa mù chữ với các mô hình học tập đã được mở rộng. Tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức chương trình Hoa Nắng đầu tiên tại trường tiểu học Phan Như Thạch, thành phố Đà Lạt. Chương trình không chỉ trang bị cho hơn 600 học sinh kỹ năng mềm và kiến thức giáo dục đạo đức, mà còn trao 25 triệu đồng học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Đây là những thông tin quan trọng vừa diễn ra trong tuần qua tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ được chúng tôi truyền tải trong bản tin khuyến học số 66. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi. Hội Khuyến học Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời, khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trong công nhân lao động giai đoạn 2024-2030. Lễ ký kết có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự. Chương trình phối hợp nhằm tăng cường sự liên kết giữa hai cơ quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ về khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập, qua đó góp phần thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến khuyến học khuyến tài và giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, chương trình tập trung vào việc đẩy mạnh học tập suốt đời trong công nhân, lao động, đồng thời nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học trong bối cảnh của cuộc cách mạng 4.0. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh rằng việc học tập suốt đời là một nhiệm vụ chiến lược góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam có trí thức, kỹ năng cao, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ông cũng đề cập đến quyết định số 1268 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh học tập suốt đời trong công nhân, lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030, coi đó là một trong những định hướng quan trọng. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, nhận định Hội Khuyến học Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã triển khai thực hiện tốt chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2020. Bà chia sẻ về mối lo ngại về chất lượng lao động tại Việt Nam, khi lực lượng lao động trẻ từ 15 đến 44 tuổi chiếm tỷ lệ lớn, nhưng chỉ có 27-6% đã qua đào tạo, còn lại là lao động chưa được đào tạo đầy đủ. Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho rằng đây là một thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững của đất nước trong thời đại kinh tế trí thức, đồng thời kêu gọi sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Giáo dục Đào tạo để tìm ra các giải pháp học tập phù hợp cho người lao động. Chương trình phối hợp giữa hai bên gồm 5 nội dung chính, trong đó nhấn mạnh việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong các cấp công đoàn và hội khuyến học, đẩy mạnh các mô hình học tập như công dân học tập, đơn vị học tập, tích cực hưởng ứng phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030 của Thủ tướng Chính phủ trong công nhân, viên chức và người lao động trong các doanh nghiệp, phát hiện và tôn vinh những cá nhân tập thể tiêu biểu trong học tập và lao động, qua đó lan tỏa phong trào học tập trong cộng đồng. Nhân dịp này, Hội Khuyến học Việt Nam đã trao kỷ niệm trường vì sự nghiệp khuyến học cho 5 cán bộ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã trao kỷ niệm trường vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn cho 4 cá nhân tiêu biểu của Hội Khuyến học Việt Nam, ghi nhận sự đóng góp trong việc thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong công nhân lao động. Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ cơn bão số 3. Hội Khuyến học Việt Nam cũng có công văn số 294 ngày 11 tháng 9 gửi Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc kêu gọi ủng hộ và các gia đình học sinh, giáo viên thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 Yagi. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra,
Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức ủng hộ, tương thân tương ái chung tay giúp đỡ đồng bào các địa phương bị thiệt hại. Chủ trì buổi lễ có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cùng lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Hội Khuyến học Việt Nam cùng chung tay ủng hộ. Tổng số tiền cán bộ, nhân viên cơ quan Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Quỹ Khuyến học Việt Nam ủng hộ là 113 triệu đồng. Ban Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phát động ủng hộ các gia đình, học sinh, giáo viên bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra trong các cấp hội từ Trung ương đến cơ sở. Hội Khuyến học Việt Nam có công văn số 294 gửi Hội Khuyến học các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc kêu gọi ủng hộ các gia đình, học sinh, giáo viên do bão số 3 Yagi. Trong bối cảnh cơn bão số 3 gây thiệt hại nặng nề cho nhiều tỉnh thành, cùng với sự ủng hộ cán bộ nhân viên Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, thì sự chung tay giúp đỡ, hỗ trợ của đông đảo các bộ, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp là hết sức quý báu và cần thiết để người dân vùng bão lũ vơi bớt khó khăn do thiên tai gây ra. Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang vừa có buổi làm việc tại Đồng Văn về công tác khuyến học khuyến tài, trao học bổng cho học sinh tại địa phương. Hội Khuyến học huyện Đồng Văn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo để triển khai các biện pháp tích cực thực hiện hiệu quả xây dựng xã hội học tập và xóa mù chữ theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và các nghị quyết của Trung ương và địa phương. Hiện nay, Quỹ Khuyến học huyện có 210 triệu đồng với 37.053 hội viên, chiếm 41,7% dân số. Toàn huyện có 19 hội khuyến học xã, thị trấn, 344 chi hội, ban khuyến học, bao gồm các cấp từ thôn, bản đến cơ quan, trường học và tổ chức. Đã có 9.624 gia đình, 328 dòng họ, 156 cộng đồng và 70 đơn vị đăng ký các mô hình học tập. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hà Giang, ông Sèn Chỉn Ly đánh giá cao kết quả đạt được của Hội Khuyến học huyện và đề nghị tiếp tục kiện toàn hoạt động, phát huy các mô hình học tập và tuyên truyền vận động 100% đảng viên tham gia Hội Khuyến học. Ông cũng mong muốn Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện hỗ trợ kinh phí để nâng cao chất lượng hoạt động khuyến học và xây dựng xã hội học tập tại địa phương. Chương trình Hoa Nắng do Đoàn Thanh niên, Hội Đồng đội tỉnh Lâm Đồng, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức. Phiên đầu tiên tại trường tiểu học Phan Như Thạch, thành phố Đà Lạt, với trên 600 em học sinh tham dự. Chương trình Hoa Nắng số đầu tiên với chủ đề Niềm vui ngày khai trường, các em học sinh đã được lắng nghe các chuyên đề học hết sức, chơi hết mình và lòng biết ơn. Ngoài các nội dung chuyên đề, ban tổ chức chương trình đã trao học bổng cho 16 học sinh, mỗi suất học bổng từ 1 triệu đến 8 triệu đồng, tùy vào hoàn cảnh của mỗi em, tổng số tiền trao học bổng là 25 triệu đồng. Hoa Nắng bắt đầu triển khai từ tháng 9 năm 2024, huy động nguồn lực xã hội hóa để chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Lâm Đồng. Chương trình diễn ra mỗi tháng một lần, luân phiên tại các cơ sở giáo dục tỉnh. Chương trình đầu tiên được thực hiện tại trường tiểu học Phan Như Thạch, thành phố Đà Lạt, có trên 600 học sinh tham dự. Hoa Nắng là một sân chơi bổ ích, giáo dục đạo đức, lối sống, phương pháp học tập tốt và các kỹ năng mềm để học sinh tự tin giao tiếp trong cuộc sống. Chúng tôi liên tục cập nhật các thông tin về công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên tạp chí điện tử Công dân và Khuyến học. Kính mời quý vị quan tâm theo dõi. Bản tin hôm nay dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị ở bản tin khuyến học tiếp theo. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.